Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Boy Media. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft sinh tồn 1.16 các bạn ơi. Học thì rốt mà suốt ngày cứ sim bổ lốp 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 cái đít mẹ chúng mày. Ok, thì trong tập trước thì mình đã có đi khám phá thế giới của mình ấy. Thì mình đã có tìm được một ít sắt và vàng và cả kim cương nữa nha các bạn. Mình đã làm một cái cúp và tìm được 12 cục obsidian nha các bạn ơi. Thì trong tập này như mình đã nói trong tập trước thì mình sẽ xây một cái căn nhà nha các bạn. Thì để xây được một cái căn nhà mình sẽ cần đi tìm một gỗ để làm nguyên liệu để xây nhà các bạn ơi. Thì để mình coi mình có gỗ hay không ấy chứ. Mẹ nó còn. Tôi còn có 31 cục gỗ thôi, chắc tôi nghĩ tôi phải đi chặt thêm ý. Thì tôi qua này chặt thêm gỗ các bạn ơi. Ở cái khu này không có gỗ sồi sẫm luôn chứ. Cây và cái chưởng ấy không có gỗ sồi sẫm thì nhà nó không có được đẹp các bạn ạ. Ok, mình sẽ đây sẽ chặt gỗ này nha các bạn. Ui, ở đây mình chặt hết mấy cây gần nhà nha. Thì nếu clip này đạt được 40 like thôi. Ok, 40 like thôi. Đây thì mình sẽ gia đập tiếp theo nhanh nhất có thể đi các bạn. Đấy, mình sẽ chặt mấy gỗ sồi sẫm trước nha. Vừa nghe tiếng gì vậy trời, kinh vãi cả trưởng. Hiện tại thì tôi đang trong cái kỳ nghỉ dịch ấy nên cũng rất là rảnh để ra clip cho các bạn xem luôn. Đấy, hợp lý chưa, hợp con nhà bà lý liền. Thì bạn nào có thử thách thì cứ comment bên dưới nha, tại vì mình không thấy các bạn nào comment thử thách hết ấy, khá là buồn. Không có nào comment thử thách thì làm sao mà tôi thực hiện được đây. Thì ok, thì trong tập này tôi sẽ xây một cái căn nhà như bình thường mà những cái tập trước tôi xây thôi, rất là bình thường luôn, một cái căn nhà cực kỳ bình thường, không có gì là hot hết. Thì tôi xây căn nhà xong có thể là tôi sẽ qua bên bên Nether, sẽ khám phá thử Nether sẽ như thế nào ấy. Hợp lý, hợp con nhà bà lý ngay. Ok, thì nếu bạn thấy quảng cáo mà xuất hiện trên video ấy thì click vào quảng cáo để ủng hộ mình nha các bạn ơi. Thì một click quảng cáo giống như là một gói mì tôm để ủng hộ mình ấy mà. Đấy, thì kênh của mình mới bắt được kiếm tiền các bạn. Bạn nào mà thấy quảng cáo xuất hiện trên video ấy cứ click vào quảng cáo để ủng hộ mình nha bạn, hoặc là xem hết quảng cáo đừng bỏ qua nha, để bọn có thể kiếm thêm một ít thu nhập từ các bạn ấy. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều luôn. Thì tôi tưởng kênh tôi là không bật kiếm tiền được luôn ấy chứ, ai nhè vẫn có thể bật được. Hên bả trưởng luôn. Rồi, tôi sẽ chặt mấy cái cây gỗ nha. Ở khu vực đó tôi không có ong nữa các bạn ơi. Thì tôi có một cái phương pháp, tôi mới tìm hiểu được một cái phương pháp có thể là tự tạo ra một cái tổ ong tự nhiên luôn. Thì ok, thì nếu mà ở khu vực này không có ong thì tôi sẽ làm cái phương pháp đó, nhưng mà nó hơi lâu em ạ, hơi bị lâu luôn ấy công. Ok, thì từ từ tôi sẽ cho ong cái coi là cái phương pháp nó sẽ như thế nào để trong tập sau nha. Chứ tập này là tôi chỉ tập trung vào xây nhà thôi. Thì tôi đã có làm nó bằng phẳng cái khu vực bên kia ấy, tôi đã dọn cỏ rồi hết cái thứ đồ chắc là mượt mà luôn, nên lát nữa xây nhà rất là thuận tiện nha. Bây giờ tôi sẽ đi chặt gỗ để tôi coi thử cái nhà mình đang cần gỗ loại gỗ nào nha. Gỗ hiện tại đang có gỗ sồi, không lẽ xây gỗ bạch dương nè, hay là tôi xây gỗ với đá ra, tôi sẽ kết hợp đá với gỗ thôi. Rồi thì để tôi nghiên cứu lại thử cái không, hay là tôi sẽ lấy đá, cái đá mà nung sẵn, cái đá mà nung sẵn xong mình xây lên ấy thì sẽ hợp lý hơn ấy. Ui, cây này cao quá, làm miếng chặt quá, sẽ đi kiếm cây khác. Ui, chỗ này cực kỳ đẹp luôn ấy ông ơi, nhìn ra biển các thứ rồi. Ui, mới vào tí mà trời tối rồi chứ. Lúc trước nãy tôi chưa chơi là tôi đã ngủ một đêm rồi nha các ông, tại vì nãy ngồi tôi dọn cỏ cái thứ này thì trời tối luôn, không hiểu sao giờ tối nhanh bạch trưởng ý. Ok, chặt hết gỗ rồi. Đấy, ui ui, thì kênh của tôi vẫn làm intro bình thường nha, sẽ làm xen kẽ những intro và sinh tồn, và có thể là sẽ có những clip thử thách đấy, hoặc là clip funny cái thứ rồi, nhưng mà funny thì từ từ nha. Ui trời tối rồi chứ, ui sợ zombie bạch cái trưởng luôn nè. Ui táo táo ngon. Ok, đi giờ đi về ngủ thôi các bạn ơi.
Nếu mà không ngủ thì lát nữa zombie nó thông đích thì toan. Rồi, cô bài được rồi. Bài rồi đúng không? Hello. Ê, nhờn với bố à? Nhờn này. Ui, chỉ con này đánh mấy phát thì chưa chết. Ui, zombie. Ngủ các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, các bạn nhìn nha. 1, 2, 3, như vậy luôn. Đóng rồi ấy. Ôi trời, sáng mấy năm bắt đầu cháy nè. Mà chị ăn hôi nè, cái lũ này à. Ăn hôi. Ăn hôi nè. Ui chị cháy. Đấy. Hai con Sike tành nè. Sike. Nhờn với bố nè. Ok, hai cục xương. À, nhắc tới xương mới nhớ thì con chó nó chết. Vãi nồi con chó mình đi chết các bạn. Con chó mình trong cái tập trước các bạn để không? Thì nó bị hình như nó bị cháy do lava hay sao ấy, nó mới chết kìa. Cây vãi nồi luôn. Ui, có cụ nhiều phết nhỉ. Ok, thì mình sẽ xây cái căn nhà đâu ra. Mình định là sẽ ở dưới này. À, xây trên ta. Ok, xây trên đi. Ok, bây giờ mình sẽ đập cái khuôn trước nha. Rồi, cái khuôn 1 nè. Đấy, cái khuôn như thế này. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ôi, đặt chỗ này đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Cái này 3 ô là. Còn chỗ này thì sẽ xây rộng ra một tí nha. Ờ, ở đây tôi để đếm lại chỗ. Mới nhớ đếm từ đêm lá rồi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Đấy. Như vậy là cũng ok anh ta. Nó bị lắc lát cái gì không ta. Sẽ xây một căn nhà bình thường thôi. Không cần xây nhà mình quá cao đâu. 1, 2, 3. Đấy, xây nhà bình thường thôi. Rồi, bây giờ mình xây cái này giờ đắp cái này vào trước. Đấy, hiện tại là như thế này nha. Ở đây như thế nào ta? Thôi, mình sẽ xây bình thường nha các bạn. Đấy. Ok, cho trong đây mình cách ra. Ở trên lấy ngay chỗ này mình sẽ làm một cái máy nha. Một cái máy nhỏ ở đây. Đấy. Đấy, ok nha. Giờ sẽ lắp đá lên. Đấy. Không biết đủ đá để xây không ấy chứ. Nãy quên chặt phải không à. Đấy, chờ đi. Lắp đi lên, đi lên. Ok, mình sẽ cao lên một tí nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đấy. Và cho xí ra lấy cây gỗ A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna
see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Ok, thì mình đã xây cũng gần xong cái căn nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm những cái lá cổ, cái thứ để sẽ trang trí ở ngoài sau. Thì bình thường căn nhà nó sẽ như thế này nha. Vậy tôi sẽ đi kiếm đồ để trang trí đây. Tôi sẽ làm mới một cái kéo để đi cắt lá này. Sẽ làm cái thứ trong lúc mình đi xây nhà thì cái ông dẫn lại vô một ổng dẫn hàng lạc đà tới bạn ơi, để em coi ổng bán cái gì cho mình đấy chứ. Ủa Blue A hello anh, và chúc mừng anh đã đến với bộ tộc của em. Ê mình giết ổng để em lấy sợi dây các bạn ạ. Sợi dây các bạn ạ. Ê chạy chạy. Ê trời, ủa gì vậy? Ủa sao có một sợi, hai sợi. Ok. Chạy. Ui. Cái con lạc đà bắn kinh vậy. Ok, mình đã có hai sợi dây rồi nha. Từ từ bình tĩnh ha anh ơi. Ha làm gì để căng ấy. Ui cái gì? Trang trí tạm thôi. Chứ không có biết trang trí như nào cho đẹp ấy. Thì nếu bạn nào thấy đẹp hay không đẹp thì cứ comment bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình cũng không biết là đẹp hay không, tại vì mình cũng không phải là một thằng chuyên gia xây dựng cái thứ lắm. Ui ui, ba cây à, chín luôn, ngon. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy cái xẻng này. Cái xẻng đâu ta? Thì nhớ mình có chế tạo xẻng mà. Ok, sẽ lấy một cái xẻng nha các bạn. Đấy, mình lấy được cái xẻng ra, mình đục mấy cái đường đi. Đấy. Ok. Và cái xung quanh cái căn nhà này mình sẽ trồng lúa nha các bạn. Mình sẽ đặt một ô bên đây. Và một ô bên đây là để mình để nước vào ấy. Ồ, mình có cái xô nước rồi ta. Đây, xô nước này. Ồ, căn nhà có cái hồ luôn. Ôi, chết. Đó, mình đổ lúa này nha các bạn. Mình sẽ múc nước mà trồng lúa xung quanh cái căn nhà luôn. Cho nó kiểu như chỗ đẹp hơn rồi. Ok, mình múc nước thêm hai ô nước đi. Đấy, nhà mình kiểu như mới mở cửa ra thì sẽ dắt thấy rất là nhiều lúa luôn đó, thì sẽ đẹp hơn. Thì cái này mình cũng thấy anh mọi người khác chơi sinh tồn người ta làm ấy, nên bắt chúng làm theo cho đẹp thôi mà. Mình có hoa mình sẽ lấy hoa và trang trí nhà để hợp lý vãi nồi luôn. Bên kia một ô nước đủ nha. Hiện tại trong nhà thì vẫn chưa có cái gì trong. Ok,
chỉ lấy làm một cái cây cuốc này à. Cái cuốc đâu ta? Cuốc đâu vậy? Ôi mày làm một cây cuốc đá đi. Ôi không có đá chứ. Mà giờ đá mày để mày nè. Ôi mày làm cuốc sắt luôn. Tại vì không có đá. Đá này mày làm lót nền nó rồi. Các bạn làm một cây cuốc sắt nha. Thôi làm đây luôn đi. Một cây cuốc sắt. Đấy. Ok, nếu mà bạn thích series của mình đừng quên để lại một like nha. Chỉ cần 40 like thôi mình sẽ đặt tiếp theo nhìn có nhất có thể luôn. 40 like thôi nha các bạn. 40 like là đủ rồi. Đó mình sẽ cuốc đất. Cuốc đất mấy chỗ này. Đấy. Để làm lúa xung quanh nhà luôn. Khi mà mới mở cửa ra là sẽ thấy nhà cực kỳ đẹp. Đấy. Không biết tôi đủ hạt giống hay không nữa. Nãy tôi có đi dọn ngọn cỏ thì tôi kiếm được gần một stack hạt giống. Hy vọng là một stack hạt giống nó sẽ đủ không ạ. Đấy. Ok, bây giờ sẽ trồng hạt giống vào thôi. Đấy. Ok. Đấy, đấy, đấy. Hợp lý vãi nồi luôn. Ừ, nó chưa lan ra hết nữa không. Đấy, tôi trồng. Hình như là không đủ rồi, hạt giống rồi các ông ơi. Ồ, không đủ hạt giống rồi. Như vậy là tạm thôi. Bây giờ tôi xây một cái cửa. Đúng rồi, tôi xây cái cửa để tôi dẫn tôi dọn đồ vào luôn. Xây một cái cửa này. Đấy. Chủ con ngựa nó luôn. Phải xây một cái chỗ này để mình dễ đi vào ấy. Đấy. Và chỗ này đi. Đó. Rồi tôi xem cái cửa. Ôi, nhà mình được vừa ló các bạn ạ. À. Nếu bạn nào thích nhà mình thì để lại một like và một subscribe để có thử để lại một like để có thử cái nhà mình có đẹp hay không nha bạn. Ôi. Chỉ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ dọn đồ vào. Mình sẽ lấy một cái giường, là cái giường với những cái dụng cụ của mình á. Dọn đồ vào nha các bạn. Ui, chết, không đủ đồ. Chết rồi. Bỏ đồ ra bớt chứ. Bỏ đồ ra bớt nè. Ok. Lấy cái giường mà đặt ở trong trước nha các bạn. Ok, bỏ đồ vô bớt. Bỏ đồ hết vào luôn. Bỏ ra, lụm đồ này lại các bạn ạ. Ôi, hy vọng nó sẽ không mắc. Ôi, mấy con lạc đà nó không tấn công mình nữa bạn ơi. Hello my friend. Tụi mình sẽ làm cái nhà cho mấy anh lạc đà sau. Hiện tại mình xây cái nhà của mình trước. Ok, mình chặt cục gỗ này. Đấy. Và sẽ đặt cái bàn chế tạo ở đây. Hai cái lò nung. Và cái giường các bạn ạ. Cái giường này có thể mình đặt ngủ ở đây. Đó, có cửa sổ, cửa đồ này sẽ nhìn nó thoáng hơn các bạn. Ôi, đặt lên cho đây. Ô, chết, chỗ đây không làm được cửa sổ bạn, nó bị che bởi cái mái nhà rồi. Bên đây sẽ làm cửa sổ nha. Ôi, vãi cả chưởng bên đây cũng bị che à. Ok, vậy cái nhà tôi sẽ có cái chỗ đây là cửa thôi. Ok. Ok, thì mình nghĩ tập này cũng đã dài rồi bạn ơi. Thì ở trong tập này thì mình đã có xây được một cái căn nhà cũng gọi là. Mình không biết nó có đẹp hay không, nếu nào bạn nào thấy đẹp thì để lại một like và subscribe đúng không để lại một like để coi thử nhà mình được hay không nha. Thì ở trong tập này mình sẽ xây cái nhà thôi. Ở trong tập sau ấy, tập sau thì mình nhất định là sẽ qua nether rồi các bạn. Đã mình đã có được 12 cục obsidian rồi, mình sẽ qua nether và khám phá nether nhanh nhất có thể luôn. Tại vì ở 1.16 thì nên chắc có rất nhiều bản cập nhật mới rất là hay. Mình sẽ qua nether mà coi thử hay sao. Thì ok, thì mình nghĩ tập này của mình đến đây mình đã kết thúc rồi ơi. Thì nếu bạn nào thích series của mình đừng quên để lại một like một subscribe đúng không các bạn ơi. Đặc biệt là nếu bạn chỉ cần 40 like thôi, chỉ cần 40 like thôi là mình sẽ ra tập thứ 3 nhanh nhất có thể luôn. Mình nghĩ là các bạn này có thể làm được mà đúng không? Ok, bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Yes.